Rồi, chào tiếp tục em đây nha. Thêm con máy cài về miền ngoài nữa, Hà Nam 4508, máy vàng cài. Xe. Con này về Bình Lục, Hà Nam nha. Bốn gửi lẻ tám máy vàng cài về Bình Lục, Hà Nam, máy Việt nha. 4508 máy Việt. Con 26 với con 47 nữa nha, còn hai con nữa. Bốn gửi bên em còn nhiều nha, anh em nào có nhu cầu liên hệ. Bốn gửi máy Việt máy Thái có hết. Bên lên. Con này bô móc nha, nghe nó nghe hơi lạ. Chỗ trước chỗ sau zin, mâm trước thay mâm mới. Thay đèn xi nhan mới rồi luôn nha. Con này làm dọn á. Khách lấy thêm cái dàn cài 6 chảo. Bóng gửi máy Việt nha, con này về Bình Lục, Hà Nam, anh em nhu cầu liên hệ em. Bóng gửi bên em còn khá nhiều nha, bóng gửi 5018. Khách lấy cái dàn cài nha, dàn cài này nè. Dàn cài này chạy 6 chảo. Còn dàn, lấy dàn nào, dàn đó hả? Dàn này hả? Anh em nào có nhu cầu liên hệ em nha, 4508. Máy còn nhiều lắm. Rồi chào mọi người nha. Con này 4 gửi về Bình Lục, Hà Nam.